Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với KNews 24 giờ. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong ngày. Ngay bây giờ các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Bên cạnh âm nhạc, nhiều thần tượng K-pop còn khẳng định tên tuổi của mình ở lĩnh vực thời trang. Dù diện trang phục bình dân hay xa xỉ, họ vẫn toát lên sức hút khó cưỡng. Thậm chí những outfit khó sơi nhất cũng chẳng là vấn đề đối với những chiếc mắc áo di động này. G-Dragon Big Bang. Không chỉ là ông hoàng K-pop thống lĩnh làng nhạc, G-Dragon còn được mệnh danh là ông hoàng thời trang, luôn luôn dẫn đầu xu hướng và tạo trend. Nam thần tượng không có vóc dáng như tượng tạc, nhưng vẫn lên đồ đẹp miễn chê. Thậm chí anh chàng còn dẫn đầu xu hướng thời trang phi giới tính. Phong cách ăn mặc của thủ lĩnh Big Bang khá dị, tuy nhiên lại rất ngầu và có gu riêng, không hổ danh là đại sứ Chanel. Jennie Blackpink. Cùng với Blackpink thì Jennie được nhiều thương hiệu đình đám thế giới chọn mặt gửi vàng, danh hiệu đại sứ cao quý thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí lớn. Sở hữu ngoại hình và phong cách cực đỉnh, Jennie có khả năng hô biến mọi set đồ trở nên sang chảnh. Mỹ nhân Blackpink không ít lần khiến khán giả ngạc nhiên khi thử sức với các kiểu trang phục độc lạ. Lisa Blackpink. Người hâm mộ không ít lần than thở khi Lisa thường xuyên được giao cho những outfit kỳ quặc. Tuy nhiên, stylist của Blackpink đã giải thích rằng vì sở dĩ mỹ nhân người Thái có thân hình có thể cân chọn được mọi outfit nhờ tỷ lệ cơ thể quá hoàn hảo. Lợi thế ngoại hình cũng là lý do tại sao những thứ không phù hợp với người khác nhưng lại cực kỳ phù hợp với em út của Blackpink, cô nàng mặc lên rất đẹp. J-Hope của BTS. Không cần ngoại hình quá xuất sắc, J-Hope vẫn có khả năng xử đẹp nhiều phong cách thời trang khác nhau. Nam rapper từng nhiều lần thể hiện gu thẩm mỹ của mình, những trang phục phụ kiện tưởng chừng không liên quan xuất hiện trên người nam rapper lại trở nên hài hòa vô cùng. Seung-hoon của Winner. Với chiều cao lý tưởng 1m83, đôi chân dài miên man, lợi thế giúp cho Seung-hoon lên đồ nào cũng đẹp. Anh chàng trở nên thật thời thượng kể cả với outfit khó nuốt. Trong những bức ảnh đời thường, nam thần tượng cũng toát ra khí chất của một người mẫu chuyên nghiệp. V của BTS. Có phong cách thời trang khá ấn tượng, những chiếc áo màu sắc và quần ống rộng thùng thình là item yêu thích của anh chàng. Những cách lên đồ tinh tế khiến cho nam thần tượng trở nên ngời ngời khí chất. Key của Shiny. Key là một gương mặt quen thuộc với các thương hiệu thời trang, anh chàng gây ấn tượng qua cách phối đồ độc đáo, không ngại thử nghiệm những phong cách mới lạ. Bên cạnh đó thì nhiều thần thái sang chảnh mà trang phục khó nhằn với Key đều trở nên phong cách. Phong cách thời trang cũng có thể nói lên tính cách của một con người. Các nghệ sĩ Hàn Quốc rất tài hoa, sáng tạo và không ngại làm mới mình. Chính vì vậy mà họ luôn tạo ra những dấu ấn khác biệt cho bản thân mình giữa một rừng mỹ nam, mỹ nữ ở K-pop. Vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp trong ngày của KNews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn hay chia sẻ cảm nhận ở bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.